Thầy chào các em. Tiết học hôm nay là tiết bài tập vận dụng bình luận ôn và công thức tính điểm trở của dây dẫn. Đây có thể được xem như là một tiết ôn tập từ chủ đề 1 đến cái chủ đề 6, tức là từ bài bình luận ôn cho đến bài biến trở. Thì trong mỗi tiết ôn tập này, thầy sẽ chia sẻ với em một vài bài tập có tính chất tổng hợp để mà ta ôn lại những kiến thức về đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song, về công thức điểm trở của dây dẫn, về biến trở trong mạch điện. Ở câu số 1, trên một biến trở con chạy có ghi 20 ôm 2 ampere. Dây biến trở được làm bằng hợp kim nichrome có điện trở suất 1,1,6 ohm mét, đường kính tiếp diện D bằng 0,8 mm, quấn quanh một lõi xứ hình trụ đường kính D bằng 2,5 cm. Câu A, tính số vòng dây quấn của biến trở. Và câu B, tính hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu của biến trở. Thì cái câu này ta thấy là có liên quan đến biến trở con chạy. Nội dung mà theo vừa học ở tiết trước, đặc biệt là có ý nghĩa su ghi biến trở này có ghi 20 ohm 2 ampere. Chưa hết thì ta tóm tắt biến trở có ghi 20 ohm 2 ampere, hai con số này có ý nghĩa gì thì thầy nhắc lại. 20 ohm là điện trở lớn nhất của biến trở, 2 ampere là cường độ dòng điện lớn nhất được phép qua biến trở. Và trong tiết trước thầy cũng nói rõ được, để tính chiều dài hoặc tiết diện hoặc điện trở suất của dây làm biến trở thì ta dựa vào cái giá trị lớn nhất 20 ohm. Để tính hiệu điện thế tối đa được phép đặt vào biến trở thì ta dựa vào bình luận ôn và dựa vào hai cái số ghi này để ta tính. Như vậy trong câu này thì ở câu B không có gì khó khăn. Thì ta chú ý ở câu A, tính số vòng dây quấn của biến trở. Số vòng dây quấn của biến trở liên quan đến chiều dài của dây quấn. Như vậy, trước hết ta phải tính được chiều dài của dây. Đề bài cho biết R tối đa của biến trở bằng 20 ohm. Như vậy là có R, có rho. Như vậy ta phải tìm thêm cái tiết diện của dây. Vì trong đề bài, người ta chỉ cho biết đường kính tiết diện của dây. Như vậy ta tính tiết diện của dây. Công thức S bằng pi d bình trên 4 và kem để nguyên cái đơn vị đường kính là mm thì tiết diện mình sẽ tính được là S bằng 0,5024 mm vuông. Đổi ra mét vuông thì kem việc nhân cho 10 mũ âm 6. Đến đây thì ta có thể tính được chiều dài của dây quấn bằng công thức R bằng rho L trên S. Từ đó ta suy ra L bằng R nhân S chia rho. Kem thay số xấp xỉ là 9,13 mét. Khi ta tính số vòng dây thì ở tiết bài tập trước thì thầy chú ý các em là số vòng dây liên quan đến công thức L bằng N nhân pi nhân D. Vì thế chiều dài của dây và đường kính của lõi xứ phải có cùng đơn vị. Thì trong cái bài này thầy giữ nguyên cái đường kính lõi xứ là đơn vị cm. Cho nên tôi phải đổi cái chiều dài của dây quấn từ mét ra cm. Hoặc nếu không muốn giữ nguyên đơn vị chiều dài là mét thì đường kính D của lõi xứ phải tính bằng đơn vị mét. Nói tóm lại, chiều dài sợi dây và đường kính lõi xứ phải có cùng đơn vị. Như vậy, tính được số vòng dây N bằng L
chia cho 3,14 nhân cho d. Ta lấy pi bằng 3,14 thì em thay số 1 sắp xỉ là 116 vòng. Ở câu B, hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt vào biến trở thì em dựa vào hai số ghi cho biến trở và áp dụng định luật ohm. Như vậy hiệu điện thế tối đa là 40 V. Thì ở bài này chỉ có khó là ở câu A, ta phải tính S và tính L rồi tính được số vòng dây. Hoặc là câu B thì ta nhớ được ý nghĩa số ghi và ta sử dụng công thức từ định luật ohm em tính được hiệu điện thế tối đa. Ta sang câu số 2. Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức 3 V và cường độ dòng điện định mức 0,5 A mắc nối tiếp với một biến trở phản chạy và nguồn điện có hiệu điện thế không đổi bằng 12 V. Biến trở có điện trở lớn nhất là 50 Ω được dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. Ở câu A, vẽ sơ đồ mạch điện. Câu B, để đèn sáng đúng định mức phải điều chỉnh để biến trở có điện trở bằng bao nhiêu. Và câu C, khi đèn sáng đúng định mức dòng điện chạy qua bao nhiêu phần trăm tổng số vòng dây của biến trở. Thì ở câu này thì yêu cầu các em phải vẽ được sơ đồ mạch điện có biến trở. Thì ta lưu ý khi người ta sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch thì biến trở phải được mắc nối tiếp với thiết bị trong mạch điện. Thiết bị ở đây chính là gì? Chính là bóng đèn. Như vậy sơ đồ mạch điện đơn giản là biến trở mắc nối tiếp với đèn. Và các em phải nhớ ký hiệu của biến trở trong sơ đồ mạch điện. Thì hết thì các em tóm tắt. Hiệu điện thế của nguồn điện là 12 V. Hiệu điện thế định mức của đèn là 3 V. Cường độ dòng điện định mức là 0,5 A. Thế vậy định mức nghĩa là gì? Nghĩa là cường độ dòng điện chạy qua đèn nếu bằng với cường độ dòng điện định mức ghi trên đèn thì đèn sáng bình thường, hoặc hiệu điện thế của đèn bằng hiệu điện thế định mức của đèn thì đèn sáng bình thường. Như vậy những cái giá trị định mức này người ta thường ghi trên các thiết bị điện. Biến trở có điện trở lớn nhất là 50 Ω. Thì câu A, kèm vẽ sơ đồ mạch điện. Thì sơ đồ mạch điện này gồm có nguồn điện, dây nối, bóng đèn được mắc nối tiếp với một biến trở còn chạy. Thì ta vẽ đơn giản như vậy thôi. Câu B, để đèn sáng đúng định mức, tức là sáng bình thường, thì phải điều chỉnh để biến trở có điện trở bằng bao nhiêu. Nói thì nó hơi dài dòng là điều chỉnh để biến trở có điện trở bằng bao nhiêu, tức là ta đi tìm điện trở của biến trở để đèn sáng bình thường. Thì ở câu B, em phải ghi cái điều kiện này. Muốn đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế của đèn bằng hiệu điện thế định mức là 6 V. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch AB cũng chính là cường độ dòng điện qua đèn và qua biến trở phải bằng cường độ dòng điện định mức của đèn bằng 0,5 A. Đây là hai cái điều kiện ta sẽ sử dụng trong cái câu B. Biết được hiệu điện thế UAB, biết được hiệu điện thế của đèn, thì ta sẽ tính được hiệu điện thế ở hai đầu biến trở khi đèn sáng bình thường. Các em vận dụng công thức của đoạn mạch nối tiếp. UAB bằng U đèn cộng cho UX. Các bạn UX là hiệu điện thế của biến trở. Từ đó ta suy ra UX bằng UAB trừ U đèn
em thay số và tính được UX. Cường độ dòng điện qua biến trở là IX. Vì đây là động mạch mắc nối tiếp cho nên là IX bằng IAB bằng I đèn bằng 0,5 ampe. Và đến đây thì ta vận dụng định luật Ohm áp dụng cho điện trở của biến trở, tức là áp dụng cho RX, thì ta tính được điện trở của biến trở khi đèn sáng bình thường. Em thay số. À, như vậy là RX bằng 18 ohm. Như vậy cái câu B này thì ta thấy vẫn áp dụng đoạn mạch nối tiếp. Ở câu C, tính tỷ số số vòng dây dòng điện đi qua khi đèn sáng bình thường và tổng số vòng dây. Thì ở câu này không phải là các em đi tìm số vòng dây của biến trở như là cái bài trước, mà mình sẽ tìm cái gì? Tìm cái tỷ số số vòng dây dòng điện chạy qua để đèn sáng bình thường với tổng số vòng dây của biến trở và tính theo phần trăm. Thì trước hết các em nhận xét được khi biến trở hoạt động thì chỉ có chiều dài của dây dẫn có dòng điện chạy qua thay đổi, còn rho và s thì không đổi. Vì vậy điện trở của biến trở R tỷ lệ thuận với chiều dài, mà L thì lại bằng pi d n, vì thế L lại tỷ lệ thuận với n. Từ đây ta suy ra được R tỷ lệ thuận với n. Thì hai đại lượng tỷ lệ thuận thì ta có thể suy ra các hệ thức mà Kem đã làm quen từ cái chủ đề 1 rồi qua đoạn mạch nối tiếp. Nếu ta gọi RX là điện trở của biến trở khi đèn sáng bình thường, RB là điện trở lớn nhất của biến trở, thì tương ứng NX là số vòng dây dòng điện chạy qua để đèn sáng bình thường, N là tổng số vòng dây quấn biến trở, thì ta có hệ thức RX trên RB bằng NX trên N. Như vậy tỷ số số vòng dây dòng điện chạy qua và tổng số vòng dây là NX trên N sẽ bằng RX trên RB. Em thay số, RX là 18 ohm, RB là 50. Như vậy bằng 0,36, tính theo phần trăm tức là 36%. Từ đó ta suy ra được NX bằng 36% N. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi đèn sáng bình thường thì tổng số vòng dây dòng điện chạy qua của biến trở chiếm 36% trên tổng số vòng dây quấn biến trở. Thì nội dung ở cái bài này ở câu C là hoàn toàn là em chưa gặp. Không những mình phải hiểu được R tỷ lệ thuận với L mà L lại tỷ lệ thuận với N, cho nên là điện trở tỷ lệ thuận với số vòng dây. Tập qua bài số 3. Một bóng đèn sáng bình thường khi có hiệu điện thế U1 bằng 4,5V. Khi đó, cường độ dòng điện qua đèn là I bằng 0,5A. Đèn được mắc nối tiếp với một biến trở và nguồn điện có hiệu điện thế U bằng 12V. Sơ đồ mạch điện như hình bên. Biến trở có điện trở lớn nhất là R bằng 40 ohm. Thì trên cái sơ đồ thì ký hiệu thêm hai điểm M và P. Như vậy, cái 40 ohm này là điện trở toàn phần của biến trở, tức là RMP bằng 40 ohm. Câu A, dây quấn biến trở làm bằng hợp kim nickelin có tiếp diện. Tính chiều dài của dây quấn. Biết điện trở xuất của nickelin bằng 0,4 x 10^-6 ohm. Ở câu B,
phải di chuyển con chạy xe đến vị trí biến trở có điểm trở R2, thì trong sơ đồ điểm trở để biến trở sáng bình thường ta gọi là R2, thì R2 ở đây chính là RMC cos. Khi đó C tức là con chạy xe ở cách đầu dây MT của biến trở các đoạn là LM và RP tính tỷ số LM trên LP. Thì LM là gì? Chính là chiều dài phần cuộn dây MC. Còn LP là chiều dài phần cuộn dây PC. Và tóm tắt chứ. Thì ở bài này cũng có liên quan đến đèn sáng bình thường. À, như vậy khi ta làm thì ta cũng ghi nhớ ghi cái điều kiện ra. R lớn nhất của biến trở là 40 ohm. Như vậy thì ký hiệu là RMP là 40 ohm. Ở câu A, tính chiều dài của dây quấn là biến trở. Thì như vậy câu A cũng là cái câu mà Cam đã làm rồi. À, như vậy muốn tính chiều dài ta phải có R, có rho và có S. R ta có rồi, S ta cũng có rồi, rho điện trở xuất của nickelin ta cũng có rồi. Như vậy câu A em sẽ làm được. Câu B, phải di chuyển con chạy C đến vị trí biến trở có điện trở R2 là bao nhiêu, tức là tính điện trở của biến trở để đèn sáng bình thường. Như vậy câu B thì em đã làm rồi, thầy đã hướng dẫn ở bên trước. Chỉ có câu C thì ta phải hiểu được cái yêu cầu của đề. À, tức là ta tính chỉ tỷ số LM trên LM LP. Tính tỷ số chứ không phải là ta tính chiều dài đoạn cuộn dây LM. Không phải ta tính chiều dài của cuộn dây PC hoặc là MC. Câu A, tính chiều dài của dây quấn. Thì ta chỉ cần áp được công thức L bằng RMP nhân S trên rho. Kết quả, mình thay số vào ta tính được chiều dài của dây quấn là 10 mét. Câu B, tính điện trở R2 của biến trở để đèn sáng bình thường. Thì ta cũng ghi cái điều kiện này. Để đèn sáng bình thường thì U đèn bằng U đỉnh mức bằng 4,5 vô. Y đèn bằng Y mặt bằng Y đỉnh mức bằng 0,5 ampe. À, như vậy, cường lồi dòng điện qua mặt cũng bằng 0,5 ampe. Ở câu B thì giới thiệu cách làm khác so với cái bài số 1. Điện trở tương đương, có U mặt, có Y mặt, ta tính được điện trở tương đương. RAB bằng U trên Y. U mặt là 12, Y bằng 0,5. Tính được RAB bằng 24 ohm. Biết được U1 và Y, tức là dựa vào giá trị đỉnh mức của đèn thì em tính được điện trở của đèn. R đèn bằng U1 trên Y. Thay số, kết quả là 9 ohm. Có RAB, có R đèn, đèn và biến trở mắc nối tiếp nhau. Như vậy ta tính được điện trở R2 của biến trở. R2 bằng RAB trừ R đèn. Thay số, R2 bằng 15 ohm. Câu C, tính LM trên LP. Trước hết thì ta gọi chiều dài đoạn MC, tức là chiều dài cái cuộn dây phần cuộn dây MC có dòng điện chạy qua là LM, thì cái chiều dài của phần cuộn dây còn lại là PC, ta gọi là LP.
thì các em chú ý do R tỷ lệ thuận với L. Đối với biến trở thì R tỷ lệ thuận với L. Từ đó ta suy ra được hệ thức. Nếu ta gọi RMC là điểm trở tương ứng với chiều dài cuộn dây LM dòng điện chạy qua, ta gọi RPC là điểm trở của phần còn lại cuộn dây của biến trở tương ứng với chiều dài cuộn dây phần còn lại của biến trở. Như vậy ta có RMC trên RPC bằng LM trên LP. Trong đó RMC chính là điểm trở của biến trở khi đèn sáng bình thường, và ta đã tính ở câu trên, đó là R2. Còn RPC là điểm trở của phần còn lại, thì cái biến trở con chạy C chia biến trở làm hai phần. Như vậy điểm trở toàn phần của biến trở, tức là RMP, sẽ bằng tổng điểm trở của hai phần MC và PC. Như vậy RPC sẽ bằng RMP trừ RMC. RMP bằng 40 ohm, RMC bằng 15 ohm. Như vậy RPC bằng 25 ohm. Ta gọi hệ thức số 2. Thay 2 vào 1, tức là các em sẽ thay RMC, RPC vào hệ thức số 1. Như vậy ta tính được cái tỷ số LM trên LP bằng RMC trên RPC, và tỷ số này bằng 3/5. Câu này cũng tương tự như là câu trước, là tính tỷ số vòng dây, tỷ số vòng dây dòng điện chạy qua và số vòng dây vẫn biến trở. Thay vì tính tỷ số số vòng dây thì ở câu này là tính tỷ số chiều dài. Ta qua câu số 4. Hai mốc đèn có cường độ định mức là I1, I2. Hiệu định thế định mức U1, U2. Mắt hai mốc đèn này cùng với một biến trở và nguồn điện có hiệu định thế U bằng 9V. Nêu cách mắt ở câu A là nêu cách mắt hai đèn và biến trở trong mạch điện để đèn sáng đúng định mức. Tìm giá trị của biến trở lúc đó. Câu B. Biến trở được làm bằng được quấn bằng dây nickelin có điện trở xuất chiều dài L bằng 4,5 m, và khi hai đèn sáng bình thường giá trị của biến trở bằng 1/3 giá trị lớn nhất của biến trở, thì cái giá trị biến trở đây chính là giá trị biến trở mà em đã tính ở câu A, và bằng 1/3 giá trị lớn nhất. Tính đường kính tiết diện của dây biến trở. Thì câu số 4 này thì giới thiệu cho các em về một cái mạch điện mà gồm 3 thiết bị điện. Hai đèn được mắc với một biến trở. Khác với những bài khác là có thể là mình biết được sơ đồ cách mắc hoặc đề bài cho. Còn ở cái bài này thì các em phải nêu được cách mắc hai đèn và biến trở mắc như thế nào. Và đây là một cái câu đặc biệt, tại vì nếu ta vẽ đúng được sơ đồ, nêu đúng được cách mắc thì các em sẽ tính được giá trị của biến trở và các em sẽ thực hiện được câu B. Còn nếu ta vẽ sai, hiểu sai cái mặt điện thì cả câu A và câu B các em không thực hiện được. Việc đầu tiên các em nhận xét, để hai đèn sáng bình thường, sáng đúng định mức,
thì phải có điều kiện U1 bằng U2 bằng 6V theo đề bài cho. I1 bằng 0,6A, I2 bằng 0,4A. Hiệu điện thế của nguồn điện là 6V. Thì các nhận xét do U1 bằng U2, như vậy ta nghĩ đến cách mắc của hai đèn, cách mắc mà có hiệu điện thế mỗi điện trở bằng nhau, đó là cách mắc song song. Như vậy ta dự kiến được cách mắc hai đèn là D1 song song với D2. Mặt khác, hiệu điện thế mỗi đèn bằng 6V, trong khi hiệu điện thế nguồn là 9V. Như vậy, hiệu điện thế đoạn mặt lớn hơn hiệu điện thế của mỗi đèn, mỗi điện trở trong mặt. Và đó là cách mắc nối tiếp. Như vậy, đèn 1 song song với đèn 2. Và đoạn mặt này sẽ được mắc nối tiếp với một biến trở. Tại vì nó còn cái biến trở sẽ chưa mắc. Như vậy, cách mắc là D1 song song D2. Đoạn mặt song song này được mắc nối tiếp với biến trở. Như vậy là ta nhận xét những cái điều kiện để hai đèn sáng bình thường kết hợp với so sánh hiệu điện thế của nguồn điện để người ta đưa ra được cách mắc hợp lý. Chắc chắn là hai đèn không thể nào mắc nối tiếp để đèn sáng bình thường, vì I1 và I2 nó khác nhau. Rồi thứ hai nữa là nếu hai đèn mắc nối tiếp thì hiệu điện thế của hai đèn sẽ bằng 12V, trong khi là hiệu điện thế của nguồn điện chỉ bằng 9V thôi. Thì sau khi em nêu được cách mắc, em vẽ được cái sơ đồ nha, thì em sẽ tính được điện trở của biến trở ở câu A. Là tóm tắt ra. Vậy mặt điện này gồm có hai đoạn mặt mắc nối tiếp nhau. Đoạn mặt thứ nhất là biến trở con chạy sẽ mắc nối tiếp với đoạn mặt gồm hai đèn mắc song song. Nhìn cái sơ đồ thì em biết đây là mặt điện mắc hỗn hợp và biến trở con chạy nằm ở mặt chính. Hiệu điện thế ở hai đầu biến trở để đèn sáng bình thường thì cũng giống như những bài tập về đèn, thì em nhớ cái điều kiện là muốn hai đèn sáng bình thường thì U1 U2 bằng U định mức. Và từ đây biết được cách mắc thì em sẽ tính được hiệu điện thế của biến trở UAB bằng U12 cộng cho U biến. U biến ở đây chính là UX, là hiệu điện thế của biến trở. Từ đó ta suy ra được là UX bằng U trừ cho U12, 9 chia 6 bằng 3V. Để tìm RX thì ta chỉ cần tìm thêm được cường độ dòng điện qua biến trở, tức là qua RX. Thì RX, R biến nằm ở mặt chính. Như vậy ta nhớ đến đặc điểm cường độ dòng điện của đoạn mặt mắc song song. I mặt chính bằng tổng I mặt rẽ. Thì mặt rẽ ở đây chính là đèn 1 và đèn 2. Như vậy ta có IX bằng IAB bằng I1 cộng I2. Như vậy là bằng 1 A. Đến đây thì các em tính được điện trở của biến trở RX bằng UX chia cho IX bằng 3 ô. Ở câu B, khi đèn sáng bình thường thì điện trở của biến trở bằng 1/3 điện trở lớn nhất. À, cho biết chiều dài của dây quân, điện trở xuất, tính đường kính tiếp diện của dây quân biến trở. Và như thầy đã nói, trong cái ý nghĩa số ghi của biến trở, dựa vào cái điện trở lớn nhất thì các em có thể tìm rho, L và S.
Thì ở bài này người ta hỏi đường kính tiết kiệm dây, tức là liên quan đến đến S. Tức là ta phải biết được S. Và nếu muốn tính được S thì ta phải biết được điểm trở lớn nhất của điểm trở. Và đề bài đã gợi ý cho mình cái điều kiện để tính là Rx bằng 1 phần 3 Rb. Như vậy từ đây ta tính được cái điểm trở lớn nhất của điểm trở. Suy ra Rb bằng 3 nhân cho Rx, kết quả là 9 độ. Có R lớn nhất là Rb, có rho, có L, ta tính được tiết diện của dây quấn. S bằng rho nhân L chia Rb kèm thay số. Kết quả là S bằng 0,2 nhân 14 trừ 6 mét vuông. Thì ở câu này em thấy là người ta yêu cầu em tính đường kính tiết diện dây. Như vậy là một cái câu ngược so với những bài em đã làm. Những bài về biến trở thường người ta cho mình đường kính tính tiết diện dây. Thì ở bài này tìm lại đường kính nếu biết tiết diện dây thì em cũng dựa vào công thức S bằng pi d bình trên 4. Rồi suy ra d bình bằng 4 nhân cho S chia cho pi. Và suy ra tiếp d bằng căn bậc 2 4s chia cho 3,14. Em thay số và tính được đường kính tiết diện của dây xấp xỉ bằng 0,5 nhân 14 trừ 4 mét. Em qua các bài của số 5. Mặt điện có sơ đồ như hình vẽ. Kiểu điện thế như hai đầu AB của mặt là U bằng 220V. Dây nối từ A đến M và từ B đến N là dây đồng có điện trở xuất, có chiều dài và được biểu diễn bằng điện trở R dây. Điện trở R dây. R dây là điện trở của phần dây nối từ A đến M, từ B đến N. Bóng đèn có điện trở R1, bếp điện có điện trở R2. Bỏ qua điện trở dây nối từ M, N đến bóng đèn và bếp. Đường kính tiết diện dây AM, BN phải là bao nhiêu để hiệu điện thế hai đầu bóng đèn hoặc là bếp bằng 220V. Và ta thấy ở cái bài này cũng tương tự như bài số 3 trong sách giáo khoa mà thầy đã hướng dẫn em là. Tuy nhiên ở bài này cái yêu cầu khác so với cái bài số 3 đó. Cái nhận xét đầu tiên mà em phải phải nêu ra được đó là gì? Là người ta chỉ xét đến cái điện trở của dây nối từ A đến M và từ B đến N được ký hiệu là R dây. Như vậy cái mặt điện này gồm có đèn, bếp, mắt song song với nhau. Và đầu mặt song song này mắt nối tiếp với điện trở R dây. Ta ký hiệu lại. R1 song song R2 tất cả nối tiếp với R dây. Thì cái bài này tìm đường kính tiết diện dây. Thì trong cái bài này chỉ có một câu hỏi, không có những câu gợi ý. Em thấy những bài tập nào mà có câu A, câu B, câu C thường thì dễ làm hơn những cái bài tập mà chỉ yêu cầu em tính một yếu tố. Tức là gì? Muốn tính được cái đường kính tiết diện dây, em phải biết tìm những đại lượng nào. Còn ở những câu mà có câu A, câu B, câu C thì thường những cái đại lượng cần tìm, những cái đại lượng cần tìm thì người ta sẽ sắp xếp ở câu A, câu B.
Bây giờ ta tập phân tích này. Tính đường kính tiếp diện dây thì nó liên quan đến R dây. Tức là mình phải tính được điện trở của dây nối. Đó là cái yêu cầu. Mà muốn tính điện trở của dây nối thì ta phải biết được cường độ dòng điện qua dây nối, tức là qua mạch chính. Đúng như nào? Cường độ dòng điện qua dây nối và hiệu điện thế ở hai đầu dây nối. Cách thứ hai là mình tính được điện trở tương đương của cả đoạn mạch AB và mình biết được điện trở của đoạn mạch MN, thì ta cũng tính được điện trở dây nối bằng công thức điện trở tương đương. Đó là phương pháp. Thì bắt đầu ra em tiến hành game làm phần tóm tắt. Trước hết thì ta biết được đoạn mạch MN gồm có R1 và R2 mắc song song. Đề bài người ta cho cái điều kiện là UMN. À, như vậy ta phải tính được cái điện trở của đoạn mạch MN bằng công thức điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song. Tích chia cho tổng RMN bằng R1 trên R2 chia R1 cộng R2. Em thay số, kết quả là RMN bằng 72 ohm. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB ở đây vì có liên quan đến cái UAB là 220V, cho nên phải xác định điện trở tương đương. RAB bằng RJ cộng cho RMN. RJ mình chưa biết thì mình cứ để lại RJ. Kem thay số RMN bằng 72V. Rồi, tương tự như những bài tập trước, biết được R tương đương, biết được U mạch, ta xác định được cường độ dòng điện qua đoạn mạch AB. IAB bằng IMN vì đoạn mạch MN mắc nối tiếp với R dây, bằng U chia cho RAB. Kèm thay số 220 chia cho 72 cộng R dây. Áp dụng định độ ohm cho đoạn mạch MN, hiệu điện thế của đoạn mạch MN là UMN bằng IMN nhân cho RMN. Thì IMN kem thay vào, RMN bằng 72 kem thay vào, và kết quả là UMN bằng 15.840 chia cho 72 cộng cho RJ. Tại sao mình phải tìm cái UMN? Vì kem thấy ở cái đề bài người ta cho cái điều kiện tính đường kính tiết diện dây sao cho UMN, hiệu điện thế đoạn mạch MN bằng 210V. Như vậy ta phải sử dụng cái điều kiện này, vì thế ta mới tính UMN. Và thêm cho UMN bằng 210. Tức là gì? 15.840 trên 72 cộng R dây bằng 210. Em nhìn chéo lên và em lấy 15.840 chia cho 210 bằng 72 cộng R nha. Hoặc là em quy đồng mẫu số, lấy 210 ta nhân cho 72 cộng R nha. Rồi sau đó ta muốn tìm R dây, tức là ta muốn tìm cái số hàng 72 cộng R dây. À, thì ta suy ra 72 cộng R dây bằng 15.840 chia cho 210 thì xấp xỉ bằng 75,4. Như vậy 72 cộng cho R dây bằng 75,4 ohm. Từ đó ta suy ra R dây bằng 3,4 ohm.
Như vậy là điện trở của dây nối bằng 3,4 ô. Có điện trở của dây, có điện trở xuất, có chiều dài thì ta tính được tiết diện của dây. S bằng rho L trên R. Dây bằng đồng, như vậy điện trở xuất là 1,7 nhân 10^8. L là 400 m. Vậy ta tính được S bằng 2 nhân 10^6 mét vuông. Và cũng giống như vậy trước. Đường kính tiết diện dây S bằng pi d bình trên 4 suy ra d bằng căn bậc 2 4s chia cho 3,14. Em thay số rút căn xấp xỉ d bằng 1,6 nhân 10^3 mét. Hoặc là bằng 1,6 mm. Thì vừa rồi thầy đã giới thiệu một số bài tập có tính chất ôn tập, nó tổng hợp để các em ôn lại kiến thức những bài các em đã học. Tuần tới thì các em sẽ học nội dung chủ đề 8, tức là công suất, công của dòng điện và điện năng. Nội dung của bài đó có liên quan đến nhiều công thức, cho nên trước khi sang cái phần nội dung kiến thức mới thì những nội dung kiến thức em đã học về đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song, về định luật ôm, về công thức điện trở, vân vân, em phải nắm vững. Và sau khi em học xong cái nội dung công suất, công của dòng điện, em cũng có tiết luyện tập. Và sau tiết luyện tập là em kiểm tra giữa học kỳ. À, vì thế thì mong rằng cái phần bài tập, cái phần lý thuyết em ôn lại từng bước để ta thực hiện cái bài kiểm tra giữa kỳ nó thật tốt. Thì tiết ôn tập hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy chào các em.